Xin chào thân, xin chào mạnh cường. Em chào anh Bằng, chào tất cả anh chị em. Anh hỏi em cái từ hôm trước anh chưa kịp hỏi em, hiện nay em đang ở tỉnh nào? Em gốc ở ngoài Hà Tĩnh anh, mà bây giờ là em ở dưới An Giang. À, em ở dưới Giang. Thì ở dưới Anh Giang em thì anh hỏi vì cái tình hình dịch như thế nào thân? Dạ dưới đây thì ổn anh, nói chung là cũng có cửa khẩu giáp với Campuchia, nhưng mà cái công tác phòng chống dịch đó làm tốt lắm, với lại bên biên phòng các tỉnh khác đó, chi viện nhiều cho nên là tuần tra cũng tích cực lắm. Mở nhỏ cái cút, nhỏ âm thanh chút. Em ở ở Long Giang, em ở huyện nào hay em ở Châu Đốc hay ở Long Xuyên? Em ở huyện Chợ Mới, đi Châu Đốc còn mấy chục cây nữa là. Thì bây giờ như thế này, tôi nói với tất cả các bạn này, ví dụ như cái cuộc sống hiện nay đang mà dịch Covid-19 ấy, thì là nói chung là bọn mà chống cộng cực đoan hiện nay chúng nó xuyên tạc rất nhiều, nó nói là cuộc sống của tất cả những người dân Việt Nam hiện nay nó rơi vào những cái gọi là nó như kiểu như những cái thảm cảnh thảm kịch ấy. Thực tế tôi nói các bạn nhé, nói chung là cái cuộc sống ở những cái vùng có dịch, ví dụ như hiện trước kia ở ở ngoài Bắc Giang Bắc Ninh đúng không, một thời gian trước nữa thì ở Hải Dương, và hiện nay ở chủ yếu là ở Thành phố Hồ Chí Minh, thì có cái chuyện mà giãn cách xã hội theo cái chỉ thị 15, hoặc là vừa rồi Thành phố Hồ Chí Minh trong tuần vừa rồi là theo cái chỉ thị số 10 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thì cuộc sống của những người dân ấy, một số người dân thôi thì người ta gặp khó khăn, ví dụ những người buôn bán hoặc cái ngành du lịch thì nói chung là nó là khó khăn trên toàn thế giới, là cũng không phải riêng gì ở Việt Nam cả. Đấy, cho nên là nói thực tế là cuộc sống của mọi người gặp khó khăn thôi, chứ còn cái chuyện mà ví dụ như người dân mà đói thì không có đúng không? Ví dụ như anh nói em, ví dụ ở dưới An Giang chẳng hạn, dịch nó chứ ví dụ kể cả có một hai người chẳng hạn thì nói chung là không có cái chuyện mà người dân đói, mà nói chung là không ảnh hưởng gì đúng không? Mọi người vẫn đi làm, vẫn buôn bán, vẫn ABCDGZ, vẫn cứ làm bình thường, Đúng rồi anh không ảnh hưởng cái gì cả. rồi Đó. anh nói vậy là chính xác. Nói chung ở dưới đây em nói thiệt, người dân ở dưới đây họ còn coi thường luôn, nói chung là cực kỳ chủ quan luôn. Theo cái quan điểm em á, nói vậy đôi khi nó cũng không có đúng lắm, nhưng mà rất là chủ quan luôn. Nói chung là cái cuộc sống mà sinh hoạt đi lại buôn làm ăn buôn bán của họ là không có cái gì, một cái thay đổi một cái gì hết luôn. Còn những cái tập tục về, thậm chí là những người ở nơi khác về cũng vậy á, họ cũng rất là lơ là, rất là chủ quan. Mặc dù á, dụ như gặp á, thì em cũng nhắc nhở, cũng nói như thế này như thế kia để nâng cao cái ý thức thêm nữa, nhưng mà ý là người dân ta nói thiệt, cái mức độ tin tưởng thì cũng hơi thái quá rồi. Nói chung là nó nguy hiểm chứ không phải là không Thực đó, tế nó không. anh nói với em này này, một số cái kẻ mình chưa nói bọn chống cộng cực đoan ở bên hải ngoại hoặc là một số tổ chức chống cộng, nhưng một số kẻ cái dân dân chủ quậy, gọi là dân chủ quậy ở trong nước ấy, chúng nó ở một số tỉnh thì nói chung nó tát nước theo mưa đúng không? Các bạn lên ví dụ như các bạn thỉnh thoảng các bạn ngó xem những cái diễn đàn của Tân Thái bên chưa ngọc với bọn kia, một số bọn dân chủ quậy chúng nó lên, mà em ở quê ở An Giang, em ở quê ở Long Xuyên, em ở quê ở Cà Mau, nhưng mà chúng nó bảo cuộc sống của em coi như giờ khó khăn lắm rồi các anh ơi. Chứ mình nghĩ mà mình bảo mà ở Thành phố Hồ Chí Minh ấy, chưa thấy một người nào dân nào lên kêu cái cuộc sống khó khăn sắp sửa chết đói nơi rồi, còn dưới tỉnh kia thì theo mình nghĩ là nói chung là ảnh hưởng cả nước đúng không, nó chỉ khó khăn một tí xíu thôi so với ở thành những người ví dụ lao động mà ở Thành phố Hồ Chí Minh này. Cái thứ hai tôi nói với các bạn nhé, ở Thành phố Hồ Chí Minh này tất cả các công nhân ở các khu công nghiệp đúng không, thì hiện nay người ta vẫn cứ đi làm đúng không? Chủ yếu người ta thực hiện cái tốt cái chỉ thị của chính phủ, đó là cái chuyện mà 5K đúng không? Rồi xin chào mạnh cường. Đấy, thì nói chung là cái đồng lương người ta vẫn được cái lĩnh bình thường, chủ yếu là bây giờ ví dụ các cấp chính quyền đảng và nhà nước mình này. Mà Đấy, thì mà mình chống dịch người ta mức này, có độ một mà ảnh hưởng á là ở thành phố, ở các cái khu công nghiệp á, ví dụ như Thành phố Hồ Chí Minh á, là có, chứ còn mà riêng ở nông thôn mà các cái tỉnh chưa có nhiễm dịch hoặc là 1-2 ca thì cái cuộc sống hàng ngày không có gì thay đổi hết, vẫn đi làm bình thường vậy, không có gì thay đổi. Mà cái than khổ than nghèo các kiểu, có làm đâu mà không nghèo không khổ, vậy cứ đổ thừa không à, cái gì cũng đổ thừa thôi. Nó thực tế ví dụ như ở Đồng Nai, ở khu công nghiệp Lô Tết Cô Long Bình á, thì một số cái trường hợp là có đi Big C, mà ở Big C đó là phát hiện cái trường hợp dương tính hay gì đó,
thì công nhân người ta cũng khai báo với công ty thì công ty cũng cho về ở nhà là tự cách ly 21 ngày bình thường mà. Ý mình nói là cái cuộc sống của người dân trong cái thời buổi dịch này khó khăn là có thật, đúng không? Nhưng mà ví dụ để đến mức độ như bọn chống cộng cực đoan chúng nói là người dân chuẩn bị chết đói như nơi rồi, nhưng Việt Nam có nơi rồi là cái chuyện thì không có. Tôi nói các bạn ví dụ như cái dịch đợt trước chính phủ còn sợ cái mức độ coi như là cấm xuất khẩu gạo, phân lại xuất khẩu gạo cho từng đơn vị một, đúng không? Nhưng mà đợt này nói chung là ví dụ mình vẫn cứ bình tĩnh. Cho nên tôi nói các bạn, ví dụ ở thành phố Hồ Chí Minh nơi tôi đang sống hiện nay coi như dịch nếu hiện nay bùng phát, ví dụ trong ngày hôm nay tôi báo với tất cả các bạn là có 667 trường hợp mắc Covid-19, tức là cao nhất từ trước đến bây giờ. Nhưng người dân thành phố Hồ Chí Minh vẫn cứ bình tĩnh, mọi người vẫn thực hiện 5K cộng với này tiêm vaccine. Ví dụ như là trong ngày hôm qua đấy ở cái sân vận động Phú Thọ ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh, đúng không? Người ta tức là tiêm vaccine xuyên đêm cho cỡ khoảng 10.000 người và nói chung là 800 cái liều vaccine đấy mà trung ương mà phân cho thành phố trong ngày thứ bảy nữa, thì mình sẽ phấn đấu và tiêm hết 800 cái liều vaccine đó. Mình thực hiện coi như là cái vấn đề 5K cộng với vaccine đó. Rồi xin mời Trần. Dạ, về cái luận điệu của tụi nó, một thành phần ở nước ngoài, ở hải ngoại á, thì nó cứ lu loa lên, còn ở trong nước á, thì phối hợp là kêu nghèo, kêu khổ, là tình trạng nó như thê thảm như thế này rồi, như thế kia rồi. Nhưng mà em thấy cái cuộc sống, em không phải là một mình em ở cái huyện Chợ Mới, ở cái An Giang này, mà bạn bè của em ở 9 tỉnh miền Đông là hầu như khắp nơi á, chỗ nào cũng có, mà cái cuộc sống người ta có thay đổi đáng kể bao nhiêu đâu, ảnh hưởng là có, đó, cái mức độ thiệt hại là có. Nhưng mà đến cái mức mà phải kêu khổ, kêu đói này kia là cái chuyện đó là em hoàn toàn là bịa đặt, nào có có. Chỉ như vậy thôi. À, chào Bùi Tùng. Dạ em chào anh Thân, em chào chú Phú. Cái vấn đề em nói về cho tất cả các anh các chị là như này này. Ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, thành phố đã có gói hỗ trợ hơn 800 tỷ đồng. Thì ở đây ấy, thì mình làm sao có gói hỗ trợ để cho những người bị ảnh hưởng và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng vì cái Covid-19 này. Nhưng cái vấn đề là phải xét duyệt làm sao đó cho nó công bằng. Đó mới là những cái khó, đúng không? Ví dụ có những đối tượng được hưởng thì mình được hưởng thì ok, nhưng có những đối tượng không được hưởng, không hưởng thì ấy, ví dụ như em nói tại vì ví dụ như điều kiện cho em chẳng hạn. Em nói chung là ví dụ có gói hỗ trợ như nào nữa thì em nói chung là chuyện đó mình không cần mình nhường cho những cái bà con. Em hồi nãy em có coi tin thời sự thì em thấy là chính phủ người ta có nói là cái vấn đề là những cái doanh nghiệp mà đóng tiền đóng vào cái quỹ vaccine á mấy anh, hình như là sẽ được giảm thuế. Có nghĩa là tức là nhà nước người ta cũng tạo điều kiện cho tất cả các cái doanh nghiệp, tức là sẽ hỗ trợ cho cái công cuộc chống dịch chung của đất nước chúng ta, và sẽ là hỗ trợ là chúng mình giống như là đóng một dạng giống như chúng ta đóng thuế vậy đó, tức là doanh nghiệp đóng thuế trước như ở vậy. Đây anh, em có nghe anh vậy? Ý là như thế này này, tức là khi mình ví dụ như cái doanh nghiệp của anh, cái lợi tức thì ví dụ phải đóng cái thuế mà thu nhập doanh nghiệp cỡ khoảng độ 30 tỷ thì người ta đưa cái, ví dụ như anh đóng khoảng 30 tỷ thì đưa cái này vào chi phí, em hiểu không? Đưa vào chi phí. Đấy, chứ không phải là coi như mình đóng 30 tỷ sau đó coi như thuế nhưng người ta trừ cho mình 30 tỷ, không phải đâu. Đấy. Trường hợp như thế để cho ví dụ một số bạn mà các bạn không hiểu về cái luật thuế thì các bạn bảo ôi giời vậy thì cái này chẳng qua là vậy ông lại lấy thuế nhà nước, ông lại đóng cái kia là không phải. Tức là mình đưa vào cái chi phí của doanh nghiệp. Tức là sau khi những cái lãi của doanh nghiệp mình trừ đi những chi phí thành ra một cái số lãi đấy, thì người ta ví dụ trừ đi, tức là phải đóng thuế cho nhà nước là 22% cái số lãi, nhưng mà ví dụ mình đã nộp cho rồi thì mình được trừ, tức là đưa vào cái chi phí đó. Thì em cũng thấy là các cái cơ chế đó là cũng đã đảm bảo rất là nhiều. Thứ nhất là nó cũng giúp cho cái công cuộc chống dịch của mình là nó được tiến hành một cách tốt hơn, đầy đủ hơn, vận động được sức dân và sức nước vào công cuộc nó nhiều hơn. Cái thứ hai là cũng cố gắng là làm sao cho các cái doanh nghiệp, em cảm nhận là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp người ta cố gắng vận hành hết mức, có nghĩa là làm cho các doanh nghiệp họ không có đứng chân, họ không có bị gọi là họ không có bị dừng về cái công việc, cái sự vận hành của họ. Thì em nghĩ là như vậy đó, có nghĩa là cái lợi thế là bây giờ là
nhà nước đang cố gắng là vừa phải chống dịch tốt mà vừa phải làm sao vận hành cái nền kinh tế. Tại vì em cũng thấy là như thành phố Hồ Chí Minh đó, nó là một cái thành phố, nó không chỉ đơn giản là một cái thành phố đông dân, nó là một thành phố nó có cả công nghiệp, thương nghiệp rồi ra vào này nọ rất là nhiều. Cho nên là cái việc mà gọi là cái sức khỏe của cái nền kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đó, em nghĩ là nó ảnh hưởng đến sức khỏe của cả cái nền kinh tế của cái đất nước chúng ta. Cho nên là giữ làm sao để cái việc vận hành của cái kinh tế thành phố Hồ Chí Minh em thấy là rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Còn cái vấn đề mà chống dịch thì em cũng nghĩ là giống như anh Thân á, có nghĩa là đúng là cũng chúng ta có những khó khăn, phải nói là khi mà dịch tật như thế này chúng ta cũng có những cái khó khăn nhất định, nhưng mà cái tụi ba que kia là nó đang cố gắng tung tin thêm, nhồi thêm, tăng cường lên thêm, tức là chúng nó tính là bi quan hóa cái tình hình đất nước của chúng ta để gây cái sự xáo trộn thôi. Chứ thật sự ra là cái sự chống chịu khó khăn của chúng ta hiện tại thì tới giờ phút này là em thấy là vẫn đạt được ở một mức độ là chấp nhận được. Như những nước như ở Thái Lan em thấy một ngày mà họ chết 100 người, mà chúng ta một ngày mà chết lai rai là 1-2 người là chúng ta đã gọi là, em nghĩ đó là một cái sự thành công rồi đó. Giảm thiểu cái mức độ thiệt hại do dịch bệnh như vậy là rất là hay rồi. Còn anh Bằng với em cũng ở Sài Gòn thì em nghĩ là anh em mình cũng biết là thành phố chúng ta hiện giờ cái chống dịch như thế nào. Em thấy là ở những cái khu phố, những cái nơi mà bị gọi là bị phong tỏa đó anh, cũng có những cái gian hàng không đồng, rồi cũng có những cái gọi là mạnh thường quân người ta đưa hỗ trợ vật chất rất là nhiều cho bà con ở trong cái vùng phong tỏa đó. Em thấy là có cái đó là có, ngay cả em là em bây giờ cũng giống như gần như là đang ở trong vùng dịch rồi đó, gần lắm rồi đó, thì cũng thấy là người ta có hỗ trợ đàng hoàng. Cho nên là em cũng nghĩ là bà con chúng ta cũng đừng có nên quá là sốt sắng, hay đừng có quá là gọi là bi kịch quá rồi chúng ta mua sắm rồi ra đường đông mua sắm. Em nghĩ là hàng hóa không có hiếm đâu, không có thiếu đâu, chúng ta mới bình tĩnh để mà giải quyết, chứ không có nên là tụ tập hay là vào trong siêu thị đông quá, ở mức độ đông quá thì nó cũng gây khó khăn cho cái tình hình dịch bệnh bây giờ. Em cảm nhận như vậy thì mình nói với tất cả các bạn này, ví dụ riêng ở thành phố Hồ Chí Minh nhá, nó không có một cái tình hình gì nhốn nháo bà con đi mua như thế này thế khác cả, đúng không? Vì là các đợt dịch trước ấy, thì hiện nay mình có những người dân mình đã có rất nhiều những cái kinh nghiệm rồi, đúng không? Cho nên những ngay cái bản thân nhà mình, ví dụ hàng ngày mình có thích cái gì mình chạy ra siêu thị mình mua về đủ ăn trong ngày, ngày hôm sau mình chạy ra mình mua nữa, chứ mình chẳng mua cái đồ tích trữ làm cái gì. Thứ hai là bây giờ hiện nay ấy, cái thói quen của người Việt mình phần lớn là mình thích ăn những đồ tươi sống và đồ nó ngon, đúng không? Chứ những cái đồ đông lạnh các thứ thì thực tế tôi nói các bạn là cái thói quen của người Việt mình hiện nay ấy, thì vẫn chưa ấy được, vẫn thích mua rau tươi hoặc là những cái đồ tươi mình về mình xài thôi. Thứ hai là các bạn thấy không, ví dụ như bây giờ các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay dịch cũng đang gọi là những cái ngày này cũng đang gọi là mình nói là căng thẳng một chút, đúng không? Nhưng bà con mình đâu có hoảng loạn đâu đấy. Thì mình ra thì bà con vẫn chấp hành những cái gọi là khuyến cáo của chính phủ mình 5K tuyệt đối, coi như là ví dụ như họ cả chỉ thị, nhất là cái chỉ thị số 10 của thành phố vừa rồi là hiện nay xe chạy Grab hoặc các taxi không có nữa, xe buýt là thôi, đúng không? Xe buýt thì mình biết không biết là sau một tuần này sẽ như thế nào. Các cửa hàng bán đồ ăn thì bán mang về, hoặc là những cái cửa hàng mà ví dụ như bà con ngày xưa bán bánh mì bánh nước tất cả các thứ ở ngoài mặt tiền đấy, thì hầu như bây giờ coi như là trong một tuần vừa rồi, mình không biết ở dưới quận 12 hoặc các quận khác không, ví dụ như quận nhất thì hiện nay coi như là rút vào đấy. Cho nên là hôm nay ngay ở cửa nhà mình cái bà bán bánh mì trước, cái bà bán ở mặt tiền Nguyễn Thị Bình, bà bảo ơi chú cho tôi bán ở trước. Em chào anh Châu Phan, tôi nghỉ 1-2 ngày thôi. Chào anh Nguyễn Bà, chào anh Nguyễn, chào anh chị. Em xin chia sẻ một ý thôi để các anh chị khác chia sẻ nha anh. Em chính xin chia sẻ là bây giờ tình hình em á, công việc của em thì bây giờ em phải chuyển đổi hết anh. Bây giờ là không có tới nơi nữa mà bây giờ chuyển qua học mạng hết rồi. Từ đây em mới nói với học sinh của em là bây giờ tất cả là chuyển qua mạng học hết, không có đến nhà mấy đứa được nữa, bây giờ là phải học mạng hết. Đó là muốn trao đổi gì với thầy thì lên Zalo trao đổi thôi, chứ bây giờ là không có tình hình là bây giờ là không có đến chia sẻ trực tiếp với mấy đứa được nữa. Bây giờ nói chung là bây giờ em nghĩ là cuộc sống của người dân mình phải thay đổi. Bây giờ tình hình này buộc lòng là phải thay đổi uyển chuyển để mà thích nghi với tình hình dịch, để mà hỗ trợ nhà nước thêm trong cái vấn đề là kiểm soát dịch. Thì mình phải chuyển đổi hết, thay đổi hết mọi cái hình thức sinh hoạt, cái sinh sống hay là làm việc. Dạ. Mình nói cái chuyện hỗ trợ nhá. Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra cái gói mà hơn 800 tỷ để mà hỗ trợ những người bị ảnh hưởng ở thành phố Hồ Chí Minh riêng
cả nước mình ấy. Các bạn hôm nay xem chương trình thời sự, hôm nay là Bộ Chính trị mình họp để đưa ra một nghị quyết, tức là giúp đỡ những cái doanh nghiệp hiện nay đang gặp khó khăn vì cái tình hình dịch Covid-19, đúng không? Thì cái chuyện mà bây giờ đây là có cái chỉ đạo của tức là có Bộ Chính trị họp rồi thì đưa ra coi như là cho chính phủ hoặc là nhà nước mình sẽ thực hiện những cái chỉ thị này. Thực sự ra thì cái vấn đề mà hiện nay tại Việt Nam và tất cả thành phố, vấn đề mà nhà nước đang chống dịch trong cái vấn đề sao mà cách ly, theo cái nhìn của tôi là Việt Nam là làm cái công việc rất là tốt. Nhưng thực chất là tôi nói ở Mỹ hiện nay, cái châu Âu mỗi ngày nó vẫn còn con số 100 đến 200. Đó là con số thấp chứ, nhưng mà nó vẫn bình thường. Như thí dụ như ở ngay tôi ở này, cũng người Việt Nam luôn bị nhiễm virus đó. Bệnh tiến được cũng không. Nhưng mà đến bệnh viện nó đâu cho, nó đâu cách ly đâu, nó cũng cho về nhà thôi mà. Nó cũng cho về nhà chỉ uống thuốc tự sinh rồi xong. Chừng nào mà nó cảm thấy mà bị sốt rồi bị cái gì đó thì bắt đầu nó mới đưa về bệnh viện. Còn trong khi Việt Nam mình chỉ cần dương tính một cái là bắt đầu là coi như là ngăn xong cấm chợ, làm công việc rất là tốt. Thì gì từ cái chỗ đó, từ cái chỗ mà chính sách nhà nước mà lo quá ư là kỹ càng, thì cái bọn chống cộng hải ngoại với lại dựng nó để mà nó thổi phồng lên, nó làm cho cái bà con hoang mang đi. Chứ thực chất ra ở bên Đức hay là bên Mỹ hiện nay con số mỗi ngày nó vẫn từ 200 đến 300 người dương tính, nhưng mà nó vẫn bình thường và nó trả vào. Em nói vũ à, xin chào bạn nhá. Bây giờ một số nước Đông Nam Á này, bây giờ ví dụ bản thân ví dụ Singapore hiện nay người ta bảo thôi coi như con Covid cũng như là cúm mùa, cả như cảm cúm nọ kia, nó là cái dịch cúm bình thường, cho nên là sống chung với lại Covid. Những người nào mắc bệnh thì cũng kiểu như anh Phú nói, cứ ở nhà, khi nào có sốt có xiếc rồi thì đến bệnh viện, mà không thì vẫn cứ ở nhà thế thôi. Đấy, ở bên Singapore thì em không muốn nói là ví dụ là Việt Nam phải áp dụng như Singapore, không có. Vì tại sao nhá, thực tế ra ở Việt Nam hiện nay mình vẫn cứ khống chế được cái dịch Covid-19, số lượng người mắc thì ít, cho nên là các cấp các ngành hoặc tất cả mọi người, người ta vào cuộc cả, đúng không, để mà đảm bảo sức khỏe cho người dân. Thứ bạn. Hai là hiện nay ở Việt Nam tất cả các bạn đều biết là hiện nay mà tổng số cái người tử vong vì Covid-19 mới là có 72 người, đúng không, đến nay có 72 người, mà trong khi đó là hầu như nhá, mình muốn nói hầu như toàn những người mà mắc một cái bệnh nền rất là nặng, ví dụ ung thư là suy thận mãn giai đoạn cuối, như thế này khác, cũng có một vài trường hợp bị cái tức là không có một cái bệnh nền gì cả. Đấy thì nói chung cái vấn đề là chủ yếu là cái gọi là cái tính mạng của những người dân, đúng không? Nhà nước là coi như là thấy Việt Nam làm tốt không? Rất là tốt. Còn cái vấn đề mà mua hàng hóa, tôi nói là anh ở ngoài, hiện nay ở ngoài quê tôi đó, ở ngoài cái huyện Tuy Phong á, là ngay chủ chùa Phú Thạch đó, hiện nay là có một cái bà cách đây 2 ngày, có cái bà vợ của bác sĩ bệnh viện, bà đi Đồng Nai bởi gì bà lại thì coi như là bây giờ huyện cách ly nguyên cái thị trấn đó, nó đâu có bao nhiêu người đâu, nó chỉ đâu độ khoảng chừng bà lại đâu khoảng chừng 5-6 người à, mà họ cách ly nguyên cả mà một cái thị trấn đó, thì mình nghĩ rằng là nước phải lo hết đâu. Còn vấn đề ăn uống nha, tôi nói thật, anh Bằng không có đi cầm đi chợ nhiều, anh Bằng alo cái là người ta mang tới không mắc, đúng như bình thường, giá bình thường thôi, cho nên không có gì hỗn loạn, không có gì mà gọi là hỗn loạn hết. Bây giờ nhá, em có một cái ý như này này, hiện nay ấy là mình tích cực, mình gọi là mình nhập khẩu đấy mà vaccine về. Hiện nay tôi đã đọc được một cái thông tin nhá, ở bên ông Hồ Đức Phước ấy, là Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông nói là hiện nay nhà nước đã ở bên Bộ Tài chính đã chuẩn bị cái nguồn tiền, tức là 14 tỷ đồng, cộng với lại các doanh nghiệp hiện nay nhá, thì tức là những người dân bấm theo cái số mà điện thoại 1408 ấy, là được cỡ khoảng 93-94 tỷ này, các doanh nghiệp đóng góp vào thì tổng cộng cỡ khoảng 8.000 tỷ nữa, thì hiện nay mình đã có hơn 22.000 tỷ, 14 cộng với 8 là hơn 22.000 tỷ, tức là để mình mua vaccine là 25.2 ngàn tỷ, thì mình hiện nay mình đã có 22.000 tỷ, coi như cái số đó đủ rồi. Chủ yếu là hiện nay mình phải nhập càng nhanh vaccine về, tức là cái nguồn vaccine ở thế giới, tôi nói các bạn ví dụ như hãng ZK Adenka, người ta hứa người ta sẽ bán cho mình cỡ khoảng 30 triệu liều chẳng hạn, hoặc các hãng này ba mấy triệu liều, nhưng mà cái số liệu đã mang về chưa, đúng không? Có phải là bây giờ 30 triệu liều là mang về ngay được về đâu các bạn? Cho nên là nếu mà mình tiêm nhá, và tích cực tiêm vaccine vào, ví dụ như ở Trung Quốc chẳng hạn, người ta hiện nay đã tiêm đến 1 tỷ
số người rồi đúng 1 tỷ rồi, thì nhưng mà người đa số phấn đấu tiêm đến 1 tỷ 1 hoặc 1 tỷ 2 nữa, thì gần như là khi mà tiêm vaccine vào nhá, thì người ta vẫn, tôi nói các bạn, vẫn là có khả năng lây lan cái dịch Covid-19 nhất, kể cả cái biến thể Delta. Nhưng mà khi lây thì là nó sẽ mắc bệnh nó nhẹ hơn, và cái lượng tử vong hầu như là vì cái Covid-19 là không có. Cho nên nếu mà mình hiện nay mình vừa chống dịch mà mình vừa coi như là tiêm cái vaccine ấy, đẩy mạnh tiêm cái vaccine vào, thì nói chung là cái chuyện mình lúc đấy thì mình coi cái mà dịch Covid-19 ấy, nó như là cái dịch cúm, cái thứ bình thường thôi. Tức là cái này ấy, khi tiêm vaccine vào nhá thì mình vẫn lây bình thường, nhưng mà cái tức là nó nhẹ hơn, đúng, nó như cúm bình thường, mình gọi là cúm 1-2 ngày sau đó mình khỏi, hoặc 3-4 ngày sau mình khỏi thôi. Đấy, thứ là cái khả năng tử vong về cái mà Covid-19 lúc đấy thì nó cũng còn nữa. Cho nên là em nghĩ rằng là cái chính phủ mình hiện đang đề ra rất là tốt, vừa chống dịch mà vừa cộng với lại vaccine nữa, mà làm sao tức là mình tận dụng tất cả các nguồn vaccine mà mình nhập về, kể cả vaccine Việt Nam nữa. Tức là cái mà vaccine nào mà được cái tổ chức y tế thế giới WHO người ta công nhận ok rồi, là mình được tiêm về đây, mình có điều kiện mình nhập về, từ các nguồn mình nhập về hết, kể cả mình nhập ở Trung Quốc về, đúng không? Còn ví dụ là cái thằng dân chủ quậy nào chúng nó không trích thì cái chuyện kệ mẹ nó. Mà lúc này ví dụ là một số người không trích, mình phải đưa ra, đúng không? Ở đây là cộng đồng, mình phải đưa ra một cái biện pháp nào đó, đúng không? Rồi, xin chào anh Trung Phan. Xin mời anh Trung Phan. Rồi. Chào bà Nguyên. Chào anh Phú, chào em Bùi Tùng, em thân với chào toàn bộ anh em diễn đàn nhé. Em chào. Nói chung là cái đề tài Covid thì nó cũng đã có hơn năm nay rồi, nhưng mà việc anh em mình lên đây mình nói là cứ phải nói, bởi vì cái tuổi đấu tranh dân chủ nó không bao giờ nó quên xuyên tạc, không bao giờ nó từ bỏ cái vấn đề xuyên tạc, nên mình cứ phải nói. Còn riêng ý kiến mình thì mình khẳng định là Covid là cái tai họa của cả thế giới. Tại sao phải nói tai họa? Là rất nhiều nước đã bị toang chết, ví dụ có một số nước là chết lên đến gần nửa triệu, hơn nửa triệu người, với gần nửa triệu người đấy. Còn đối với Việt Nam ta thì lần này bùng dịch thì nếu mà nhớ không lần, nếu kể cả Đà Nẵng, kể cả Thành phố Hồ Chí Minh, kể cả Hải Dương, kể cả Hà Nội, đến nay là 4-5 lần bùng dịch rồi, 4-5 lần bùng dịch rồi. Nhưng mà nhà nước ta thì làm rất là rầm rộ, rất là cương quyết, nhưng trong cái rầm rộ, trong cương quyết đó là nó nằm trong cái tầm tay, tầm khống chế, nằm trong cái sự bình tĩnh của nhà nước và của nhân dân. Đấy, nhân dân ta vẫn điềm tĩnh, vẫn là cộng tác của nhà nước ta vẫn sáng suốt, tức là ra từng chỉ thị, từng văn bản, khoanh dịch từng vùng, tức là nền kinh tế nước ta vẫn phát triển. Đấy, nhân dân ta vẫn sống bình thường, không có vấn đề gì. Cho nên là nhân dân hiện đây thì mình cũng phải tuyên bố cho ông nhạc và cho các anh chị ba que biết được, có rồi là nó, rồi là nhiều khi là nó cứ vỗ tay, nó nghĩ là nước Việt Nam sắp qua. Cho nên là trong cái vấn đề chống dịch thì nhà nước ta làm rất là cương quyết, mau lẹ. Đấy, rất là nghiêm khắc, nhưng mà trong cái cương quyết mau lẹ đó là trong cái tầm khống chế, trong cái tầm điềm tĩnh của nhà nước, của nhân dân, không ai lo sợ được cả. Nhà nước cũng rất là sáng suốt trong cái để đối phó, và nhân dân ta rất là điềm tĩnh. Đấy, rất là nghe những cái thông báo, thông tư của từng sở y tế, của từng địa phương đưa ra, từng khuyến cáo của trung ương, từng cấp, từng bộ ngành, từng địa phương mình, tức là phối hợp rất là nhiệt nhà. Có một cái nhiều ấy, cái khốn nạn ấy, của cái bọn mà chống phá nước Việt Nam như thế này. Trước kia thì chưa tiêm vaccine thì chúng ta bảo ấy, vaccine hiện nay mà chỉ có tiêm cho cán bộ với đảng viên như thế này khác. Nhưng mà hiện nay ở Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Bình Dương, người ta tổ chức cái chiến dịch tiêm vaccine rất là rầm rộ, đúng không? Thì chúng nó lại kích động những cái người dân bảo hiện nay con người dân không đi tiêm vaccine nữa, vì là chúng nó toàn nhận vaccine ở Trung Quốc về thôi, mà Trung Quốc thì mà nó kết hợp với Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng nó muốn giết những người dân Việt Nam, thành cùng là chúng nó mà đưa vaccine coi như là mẹ chúng tộc ấy, toàn quốc tộc không ấy, để mà tiêm, kể cả nhãn có đề coi như là vaccine của Pfizer của Mỹ hoặc vaccine coi AstraZeneca của Anh chẳng hạn, thì cái nhãn mát không tin được, cho nên mọi người dân không tiêm vaccine, chúng nó tiêm vaccine và người dân để chúng nó giết người dân Việt Nam, để mà Trung Quốc, người ta dân Trung Quốc người ta tràn sang. Mẹ mình thấy là mình mà cái quái gì mà nói đùa, nó một cái câu nó tục nó bậy thì nó cũng không nên, mà cái quái gì chúng nó xuyên tạc được. Bây giờ đấy các bạn thấy không, một hiện nay một số những cái đài mà chúng nó bây giờ đã đang tuyên truyền, đang kích động người dân là không tiêm vaccine nữa, không tiêm vaccine nữa. Và trước kia chúng nó bảo mẹ
và cộng sản chúng nó nhập về, chúng nó chỉ tiêm cho những ông bù, những người lãnh đạo, nhân dân làm gì mà tiêm vaccine. Mà đến bây giờ nhân dân bắt đầu tiêm vaccine các khu công nghiệp, ví dụ khu công nghiệp cao ở thành phố Hồ Chí Minh tiêm vaccine, hôm qua tiêm vaccine cho ở Phú Thọ nhá, mà trong ngày mai nữa ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiêm hết 800 liều vaccine mà trung ương phân bổ cho thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục phân bổ nữa. Thì chúng nó lại kích động cái kiểu thế, thì các bạn thấy không, đấy là cái trò mèo, cái trò mà khốn nạn của cái bọn mà gọi là cái thế lực lực thù địch với lại cái đất nước Việt Nam. Mình nghe thực tế là mình muốn đập vỡ mõ nó ra, đúng không? Kiểu mà mất dạy. Cho mình nói thêm chút, những cái thế lực thua trận, mình gọi là thế lực thua trận hay là hàn thù đất nước, hàn thù dân tộc ta, mình gọi thằng chúng nó là thế lực thua trận đi cho rõ ràng đi. Đấy, nó tung tin, nó bảo là mỗi trích cho mỗi người dân là hết 34 triệu, có những diễn đàn nó ngồi nói mà mỗi người dân trích ngừa hết 34 triệu, rồi là nó nói là không mua của tư bán lại mua Trung Quốc trích, với lại mình cứ biết là mình nói thẳng này, chúng nó muốn là Việt Nam chết bằng nhiều hơn Mỹ, nó ăn mừng. Chúng nó muốn là dân tộc Việt Nam chết, còn cần chết cả 1 triệu người 2 triệu người nó vỗ tay ăn mừng cái chấn thương dân tộc Việt Nam không, tức là nó rất muốn là dần dần đất nước Việt Nam toang. Đấy, mà trong khi Việt Nam chưa toang thì cái mồm nó làm cho toang lên, cái mồm nó nói nó chuyển chuyển cho toang lên, cho nên là nói cái câu của chúng nó nguy hiểm thì tôi nghĩ chẳng nguy hiểm, chúng nó là lũ khốn nạn. Nhiều diễn đàn nhiều nha, bọn chúng nó nguy hiểm mà tôi cho chúng nó chẳng có gì nguy hiểm đâu, chúng nó như con sâu con bỏ con kích sinh trùng mà, chúng nó gọi là lũ khốn nạn, nói đúng từ như vậy. Thế nên nhiều diễn đàn anh em đây nói tụi nó nguy hiểm, tôi thấy chẳng có gì nguy hiểm, tụi nó là kích sinh trùng mà chỗ nào nó có bám được, chỗ nào nó ăn ngậm nấm được, chúng nó là cái lũ khốn nạn rồi, có gì mà nguy hiểm.